Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Khu Vườn Thú Vị. Kênh mình chia sẻ một số phương pháp trồng và chăm sóc các loại hoa lan hoặc là các loại cây kiểng khác giúp cho trang trí cho ngôi nhà của mọi người thêm thú vị. Và đến với nội dung của video ngày hôm nay, mình chia sẻ một phương pháp để chăm sóc những cây hoa lan bằng sử dụng thuốc aspirin để giúp cho cây có khả năng kháng bệnh và tăng sức đề kháng, tăng sức chống chịu cho môi trường. Và mình sẽ sử dụng thuốc aspirin BH8, loại này loại 500mg. Trong thuốc aspirin, nó sẽ chứa nhiều hoạt chất giúp cho cây trồng nó sẽ tăng sức đề kháng, tăng sức chống chịu với môi trường. Và nó có nhiều thành phần kháng sinh sẽ làm cho cây nó sẽ khỏe mạnh và không bị nấm bệnh hoặc là bị virus xâm nhập. Và với một viên aspirin này, mình chỉ sử dụng 1/2, có nghĩa là nửa viên này mình pha với 2 lít nước. Để giúp cho nửa viên aspirin này có thể tan trong nước nhanh thì mình sẽ nghiền nó thành bột để giúp cho quá trình phân giải, phân lấy các chất ở trong viên thuốc này nó sẽ hòa tan vào nước. Sau khi đã nghiền thành bột mịn thì mình sẽ pha vào trong nước và mình sẽ khuấy để hòa tan đều, giúp cho các hoạt chất ở trong thuốc nó sẽ tan vào trong nước rất là nhanh. Sau khi mình đã hòa tan xong thì mình sẽ sử dụng với 2 lít nước. Và liều lượng của mình đó là nửa viên thuốc aspirin và 2 lít nước để mình chăm cho những cái hoa lan của mình. Mình sử dụng thuốc aspirin này để phun lên trên toàn bộ những cây trong khu vườn của mình. Và mọi người có thể thấy, đây là những cây lan già của mình. Mình đang sử dụng aspirin để phun và nó phát triển khá là khỏe mạnh. Ngoài ra, lá của nó rất là xanh tốt nhờ được bảo vệ và tăng sức chống chịu từ chất kháng sinh ở trong thuốc aspirin. Và rễ của nó đang phát triển rất là khỏe mạnh. Mọi người có thể thấy, cây của mình không bị thối nhũn vào mùa mưa và đã thuận với thiên nhiên. Và ngoài sử dụng cho các loại lan gia hạt, lan hồ điệp thì mình có thể sử dụng cho lan dendro hoặc là cattleya. Ngoài sử dụng cho hoa lan thì mình có thể sử dụng cho các loại cây trồng khác như là hoa hồng hoặc là hoa cẩm tú cầu. Và khi sử dụng, mọi người sẽ sử dụng vào buổi sáng sớm để giúp cho cây nó sẽ hấp thu một số chất và nó sẽ thực hiện quá trình quang hợp. Ngoài ra, mọi người hạn chế sử dụng vào buổi trưa nắng gắt hoặc là vào buổi chiều mát, nó sẽ gây đọng nước và gây thối nhũn cho cây. Và mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và tạm biệt mọi người. Và ở video sau, mình chia sẻ một phương pháp để kích hoa và kích rễ cho cây lan hồ điệp. Mọi người nhớ chú ý đón xem nha.